Kết thúc hội nghị 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông báo chính thức sau hội nghị kết thúc chiều ngày Chủ nhật 11 tháng 10, nói sẽ còn có hội nghị 13 và 14. Dự kiến hội nghị Trung ương 13 sẽ diễn ra sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội Việt Nam khai mạc vào tháng 10 này. Khả năng hội nghị 14 có gián dấp của Đại hội trù bị diễn ra ngay trước Đại hội Đảng Toàn quốc đầu năm 2016, chứng tỏ thảo luận gây gắt đến dò chót về vấn đề nhân sự cấp cao. Tứ trụ là cách nói không chính thức về bốn chức vụ Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội trong hệ thống chính trị Việt Nam. Như thông báo chính thức, các đại biểu dự hội nghị 12 chỉ biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu lần đầu các ứng cử viên, ủy viên ban chấp hành trung ương chính thức và dự khuyết khóa 12. Có nghĩa là danh sách này chỉ bao gồm những ủy viên trung ương tái cử sinh từ 1956 về sau và những người đứng cử lần đầu sinh từ năm 1961 Dự kiến 75 ủy viên Trung ương hiện nay sẽ nghỉ và khoảng 80 gương mặt mới được vào danh sách ứng cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói, Ban chấp hành Trung ương đã đề xuất nhiều ý kiến về trường hợp đặc biệt đối với ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa 11 và tái cử khóa 12. Trung ương Đảng Cộng sản cũng thảo luận về tiêu chuẩn 4 chức danh hàng đầu và các phương án lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Hàm ý về việc còn cần thảo luận tiếp Ông Trọng nói, Trung ương nhất trí cho rằng việc thảo luận và thống nhất cao về vấn đề này là cơ sở rất quan trọng để Trung ương bàn và quyết định nhân sự cụ thể. Thông tin ban đầu của BBC về hội nghị 12 cho biết, trái ngược với các đồn đoán, hội nghị không biểu quyết về việc ai trong tứ trụ hiện nay sẽ ở lại hoặc về nghỉ. Có hai phương án đã được thảo luận tại hội nghị 12, cho phép hai hoặc ba người quá tuổi trong tứ trụ và bộ chính trị hiện nay ở lại. Một câu hỏi liên quan cũng được bàn ở lại đến năm 2018 hay cả nhiệm kỳ. Vấn đề này sẽ còn tiếp tục được bàn thảo và có thể sẽ bị ngã ngủ tại hội nghị 14.